Chào cả nhà, lại là Mưa Bé Bỏng đây. Nay chúng ta cùng khám phá siêu phẩm thứ 6 ngày 13. Nhờ vào đó, tựa game Đình Đám thứ 6 ngày 13 đã được ra đời. Năm 1958, một nhóm bạn trẻ đến khu cắm trại hồ cờ Zito ở New Jersey để vui chơi và cắm trại. Trong nhà có một đám trai xinh gái đẹp đang ca hát. Bên ngoài nhà thì có ai đó đang lặng lẽ đến gần. Kết thúc bài hát, một đôi tình nhân vội vàng dẫn tay nhau lên gác mái. Nhân lúc những người khác vẫn còn hát, hai người muốn hát ca bằng bộ phận khác. Lúc này có người đang chậm chậm leo lên cầu thang. Ngay sau đó, cặp đôi nhìn thấy một người đàn ông đứng ở đầu cầu thang. Hai người vội vàng ngồi dậy sửa sang lại quần áo. Chàng trai mỉm cười lúng túng và giải thích rằng chúng tôi không làm gì, chỉ đá lưỡi nhau một tí thôi. Ai ngờ đối phương không nói gì lút cán vào bụng cậu ta. Cô gái sợ hãi trốn trái trốn phải, cuối cùng vẫn không thoát khỏi một kiếp nạn. Ống kính chuyển đến nhiều năm sau đó là thứ 6 ngày 13 tháng 6. Cô gái này là Annie nhận được công việc đầu bếp tại khu cắm trại hồ cờ Zito. Cô mang theo hành lý của mình đến thị trấn nhỏ của hồ cờ Zito. Cô vào một cửa hàng để hỏi đường. Nghe nói khu cắm trại hồ cờ Zito muốn mở lại, khách hàng trong cửa hàng khá ngạc nhiên. Mọi người đều gọi đó là một khu cắm trại đẫm máu, nhưng Annie dường như không quan tâm. Một tài xế béo nói rằng ông vừa hay đi ngang qua đó, có thể chở Annie cùng đi. Annie vui vẻ tiếp nhận. Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, thì gặp một tên điên nổi tiếng trong thị trấn đã ngăn hai người lại. Gáp hỏi Annie cô định đến trại hồ cờ Zito sao? Nơi đó đã bị nguyền rủa rồi, cô vào đấy chỉ có một đi không trở lại. Tài xế béo dường như có mục đích khác mắng anh ta một câu, đồ điên cút đi. Sau đó ông ta quay lại và đưa Annie đến trước xe. Ông ta vừa mới mắng gáp bị điên vậy mà lên xe một lúc, ông ta lại nói hồ cờ Zito đã bị nguyền rồi. Rất nhiều điều khủng khiếp đã xảy ra ở đó. Tài xế béo thậm chí còn nói thẳng với Annie, rất nhiều điều đã xảy ra như vậy mà ông chủ sở thị vẫn sẽ mở cửa trở lại, thật điên rồi. Annie cười và nói rằng cô không sợ bất kỳ con ma nào. Tài xế béo thấy cô ấy nói như vậy thì cũng không nói gì nữa. Tại một ngã tư, Annie nói lời tạm biệt với tài xế, đi bộ về phía hồ cờ Zito. Cùng lúc này, ba thanh niên cũng đang lái xe đến khu cắm trại. Giống như Annie, họ đến đây để làm việc. Từ trái sang phải là Jack, Monsi và Ned, bọn họ rất nhanh đã đến khu cắm trại. Người trần như nhộng là ông chủ Sơ Tít và cô gái tóc vàng là Alice. Alice đã làm việc ở đây một thời gian, cô đã định rời khỏi đây và trở về California làm việc. Nhưng dưới sự cầu xin của Sơ Tít, cô hứa sẽ ở lại thêm một tuần nữa. Ở đây còn có hai người khác nữa, người đang cởi trần là Bill và đây là Zenda đang dọn dẹp trường bán cung. Sơ Tít cho biết anh sẽ lái xe đến thị trấn để mua vật tư. Sau khi anh rời đi, trại chỉ còn lại 6 người. Annie ở bên này vẫn chậm chạp chưa đến nơi. Cô xin quá gian một chiếc xe khác trên đường. Xe càng chạy càng nhanh, rõ ràng đã qua ngã tư dẫn tới khu cắm trại. Nhưng tài xế không hề có ý định dừng xe. Annie phát hiện tình huống không ổn, buộc phải nhảy ra khỏi xe. Những chiếc xe đã lùi trở lại. Annie khập khiễng chạy trốn lên núi. Nhưng chẳng bao lâu cô đã bị ngăn lại. Hắn ta không nói gì, trực tiếp một đao cắt đứt nỗi sầu. Vì vậy Annie đã trở thành người đầu tiên hy sinh. Bên này, ngay sau khi ông chủ rời đi, nhóm nam thanh nữ tú này đã biến nơi làm việc thành nơi nghỉ dưỡng. Bọn họ ở trong hồ đua dẫn vui vẻ. Lúc này trên sườn núi rõ ràng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Vào buổi trưa, một cảnh sát đi xe máy đến, bởi vì anh ta nghe nói rằng Gáp đã từ thị trấn đến đây bằng xe đạp. Gáp mỗi khi say rượu đều đi gây rối ở khắp mọi nơi, lo lắng rằng ông ta đến đây để gây rắc rối, vì vậy hãy cảnh sát đã đến xem. Sau khi biết rằng không ai nhìn thấy Gáp, cảnh sát rời đi. Nhưng Alice đang chuẩn bị nấu ăn trong nhà bếp. Khi cô mở cửa phòng đựng đồ ra thì phát hiện Gáp đang trốn bên trong. Gáp nói với sự phấn khích, tôi là sứ giả của Đức Chúa Trời, cô ở đây chỉ có một con đường về suối vàng. Nơi này đã bị nguyền rủa bởi sự chết chóc. Alice hỏi ông ta là ai, Gáp vẫn nói rằng mình là sứ giả của Thiên Chúa. Sau đó ông ta hoảng hốt đạp xe rời đi. Mọi người nghĩ đó là một người điên và không ai quan tâm đến những gì ông ta nói. Đã đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi nhưng Annie đã không đến. Mọi người đành phải cùng nhau ra trận tay chân luống cuống. Sau bữa tối, Jack và Monsi đứng ở bên hồ hôn nhau. Cách đó không xa, thanh niên độc thân Ned nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy cô đơn. Anh nhàm chán đi theo hướng khác,
vô tình đi đến bên cạnh một ngôi nhà gỗ nhỏ. Lại mơ hồ nhìn thấy một người áo đen đi vào phòng. Nét gọi to nhưng đối phương lại không trả lời. Anh liền đi theo lên tìm hiểu. Jack và Monsi bên này nhìn thấy cơn sấm chớp, mây đen bốn phía dày đặc liền biết là sắp mưa to. Hai người cũng chạy vào trong căn nhà gỗ. Không có ai làm phiền và đang ở trong một không gian riêng tư như vậy. Hai người không thể cưỡng lại sự xúc tác của tình yêu bắt đầu làm một hiệp. Đồng thời bên trong một ngôi nhà gỗ khác, thấy bên ngoài mưa lớn, Alice lo lắng liệu Jack và Monsi có bị ướt hay không. Bing, Alice và Bergen đã cảm buồn chán bắt đầu chơi một trò chơi. Ai thua sẽ phải cởi một bộ đồ, quay trở lại Jack và Mercy. Ngay trên giường tầng trên của hai người, Ned đã bị cắt đôi nỗi sầu, bọn họ ở dưới giường hoàn toàn không biết gì. Sau việc Mercy đứng dậy đi vào phòng tắm, Jack nằm trên giường hút thuốc. Sau đó đột nhiên một giọt tích canh rơi xuống đầu anh ta. Ngay sau đó một bàn tay vươn ra khỏi gầm giường và giữ đầu anh ta lại. Một thanh sắt xuyên qua họng Jack như xiên thịt nướng, ngay lập tức tích canh chảy ra. Jack đã về với đất mẹ, Mercy đang đi vệ sinh nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô nghĩ Jack đã đi theo, nhưng gọi vài tiếng mà không ai trả lời. Khi cô rửa tay lại nghe thấy tiếng động, nhưng cô vẫn cho rằng có người đang đùa với cô. Mercy vén rèm phòng tắm lên, nhưng lại không tìm thấy ai. Cô tự nhủ trí tưởng tượng của mình quá phong phú rồi. Lúc này ở phía sau cô một cái rìu lớn đang giơ lên. Khi cô quay lại cô sợ hãi và la hét. Cái rìu chém xuống và như vậy Mercy đã trở thành người thứ tư về với Chúa. Ba người bên này vẫn đang chơi trò chơi, quần áo càng ngày càng ít. Zenda đột nhiên nhớ rằng cửa sổ phòng của mình không đóng, liền mặc áo mưa vội vàng rời đi. Khi cô ấy đang rửa mặt đằng sau tấm rèm phòng tắm lộ ra một bàn tay, rõ ràng là có ai đang trốn ở đó. Nhưng Zenda hoàn toàn không phát hiện ra. Trở về phòng Zenda đang chuẩn bị đọc sách, đột nhiên cô nghe thấy tiếng một cậu bé kêu cứu. Cô cầm đèn pin ra ngoài kiểm tra theo âm thanh, cô đến trường bắn cung xung quanh tối đen như mực. Đột nhiên đèn được bật, Zenda dường như nhìn thấy điều gì đó, cô sợ tới mức cả người run rẩy lùi về phía sau, sau đó là một tiếng hét chói tai người thứ năm đã điểm danh. Alice nói dường như nghe thấy tiếng la hét của Zenda, còn nhìn thấy trường bắn cung đèn sáng lên một hồi lại tắt. Bill nói sẽ đến kiểm tra. Alice yêu cầu đi cùng nhau. Hai người đến phòng Zenda trên rừng phát hiện một cái rìu lớn. Hai người về mặt hoài nghi, liền quay lại đi tìm Jack và Mercy, phát hiện trong phòng không có ai, đồ đạc vẫn ở trên cửa. Hai người lại đi vào phòng vệ sinh vẫn không có người. Hai người đến văn phòng muốn gọi điện thoại tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng điện thoại không liên lạc được. Bởi vì đường dây điện thoại đã bị cắt từ lâu. Khi họ định lái xe ra ngoài cầu cứu, xe lại không khởi động được nữa. Hai người đành phải trở về phòng và chờ Sở Tít trở về. Phía Sở Tít anh đang trú mưa trong một nhà hàng. Trời tối và mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh. Lo lắng cho 6 nhân viên mới, anh vội vã trở về trong mưa, nhưng đi được nửa đường xe tắt máy không thể khởi động. Lúc này vừa hay có một chiếc xe cảnh sát đi qua. Sở Tít bỏ xe của mình lại và đi nhờ xe cảnh sát trở về. Trên đường cảnh sát còn nói như vậy, hôm nay thứ 6 ngày 13 là 1 giờ đêm trăng tròn. Theo thống kê mỗi đêm trăng tròn, tất cả các loại vụ án nhiều hơn bình thường. Cảnh sát còn nói trưa nay Gáp đã đến khu cắm trại. Đúng lúc này cảnh sát được thông báo khẩn trương xử lý một tai nạn xe hơi nên phải bỏ Sở Tít giữa trường. Lúc này mưa dừng lại, Sở Tít cố gắng chạy về. Ngay trước cửa khu cắm trại, một người đàn ông cầm đèn pin chiếu vào mắt anh. Sở Tít vừa hỏi là ai vừa đến gần kiểm tra. Sau đó là một âm thanh kỳ lạ, Sở Tít còn sống hay không cũng không rõ nữa. Lúc này bên trong trại có người bước vào phòng phát điện. Máy phát điện dừng hoạt động, toàn bộ khu trại tối đen. Bin đoán máy phát điện hết dầu mang theo đèn đi kiểm tra, Alice ở lại trong phòng và tiếp tục ngủ. Bin kiểm tra và thấy rằng máy phát điện vẫn còn đầy dầu, liền tiếp tục kiểm tra các bộ phận khác. Alice đột nhiên bừng tỉnh mang theo đèn ra ngoài tìm Bin và tìm thấy đèn và áo mưa của Bin nhưng người đã biến mất. Khi cô ấy đóng cửa và rời đi, cô ấy đột nhiên thấy Bin bị đóng vào cửa bằng mũi tên. Alice sợ hãi la hét và bỏ chạy. Đến lúc này chỉ còn lại một mình Alice. Cô chạy trở lại phòng vừa dùng dây buộc cửa vừa khóc. Sau đó lấy đồ chặn ở cửa. Khi cô ấy vừa định thở phào nhẹ nhõm, thi thể của Bergen đã bị ném qua cửa sổ. Alice vừa khóc vừa bò vòng qua đến một phòng khác. Tự nhiên cô thấy một chiếc xe đi qua, Alice gọi vào mở cửa và chạy đến cầu cứu. Một người phụ nữ trung niên tươi cười bước ra khỏi xe. Người phụ nữ tự nhận mình là bạn cũ của Sir Tit Pamela. Alice xúc động nhào vào lòng bà Pamela khóc giống lên.
Sau khi bà Pamela bảo cô hãy bình tĩnh lại, hai người trở về phòng. Nhìn thấy xác của Zenda, Pamela cảm thấy tức mối. Bà quay sang trách móc Sir Tít, nói anh ấy không nên mở cửa trở lại, quá nhiều thảm họa đã xảy ra ở đây. Do sơ suất của một nhân viên, một cậu bé tên là Jason đã đuối nước ở đây. Năm sau lại có hai thanh niên khác đã bị ám sát ở đây. Pamela càng nói càng kích động. Sau đó Pamela như phát điên mà nói với Alice là mày đã hại nó, do mày bất cẩn làm nó hy sinh. Sau đó bà ta rút con dao trên người và nhào về phía Alice. Alice thuận tay cầm một thanh sắt đánh ngã Pamela. Sau đó cô quay đầu bỏ chạy, cố gắng lái xe chạy trốn. Thi thể của Annie cũng được tìm thấy trong xe. Cô tiếp tục chạy thì nhìn thấy thi thể của Sir Tít vòng qua và tiếp tục chạy. Pamela lúc này đứng dậy dường như bị Jason áo vào. Có giọng nói của Jason phát ra băm cô ấy đi mẹ. Sau đó Pamela hằn học nói con trai yên tâm mẹ sẽ băm nó. Trong một ngôi nhà gỗ, Pamela tìm thấy Alice. Giọng nói của Jason vẫn vang vọng băm nó. Đánh nhau được một lúc, Alice lại chạy trốn. Sau một cuộc rượt đuổi, hai người đã chiến đấu đến bên hồ. Alice trẻ tuổi và mạnh mẽ dần dần chiếm ưu thế. Cuối cùng cô cầm lấy con dao dựa và chặt mất thủ cấp bà ta. Để an toàn, cô chèo thuyền ra giữa hồ. Trời sáng, trên mặt hồ yên tĩnh, một chiếc thuyền đang trôi, Alice vẫn đang ngủ say. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên hồ, Alice thức dậy trong tiếng gọi của cảnh sát. Cô mỉm cười và từ từ đứng dậy. Đột nhiên một cậu bé chui ra khỏi nước kéo Alice xuống nước. Chuyển cảnh, Alice hét lên và thức dậy. Lúc này cô đang ở bệnh viện, cảnh sát đến điều tra nói với cô ấy rằng những người khác đã hy sinh. Alice hỏi Jason đâu, đó là đứa trẻ đã kéo tôi xuống nước, nhưng cảnh sát nói rằng anh không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào. Alice vẫn còn lẩm bẩm rằng Jason vẫn còn ở đó. Cảnh sát nhìn vào bác sĩ và bác sĩ hiểu. Cuối phim, một hồ nước yên tĩnh có một gợn sóng nhỏ, nhưng oán niệm chẳng những không nguôi ngoai, ngược lại càng thêm sâu nặng. Phần 1 đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà vào phần phim tiếp theo. Nhớ like cũng như subscribe ủng hộ Mưa Ra những bộ phim hay hơn nữa nha.